Chúng ta đến thành Jerusalem thì anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phaolô đi với chúng ta tới nhà Gia Cơ. Có thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phaolô chào mừng các người đó rồi bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi đức chức vụ mình làm ra trong người ngồi. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Judah đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Vả chúng ta đã hay rằng anh dạy các người Judah ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Vậy khá lo liệu làm sao, chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. Nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có bốn người đều mắc lời thề. Hãy đem bốn người đó cùng đi làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật. Xong rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định, là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. Phaolô bèn đem bốn người cùng đi, vừa đến ngày sau làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình. Khi 7 ngày gần trọn, thì các người Giu-đa quê A-si thấy Phao-lô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân giấy loạn rồi bắt người, mà kêu lên rằng: Hỡi các người Israel, hãy đến giúp với. Kìa, người này giảng dạy khắp trong thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp và nghịch cùng chốn này nữa. Đến đổi, hắn dẫn người Grec vào trong đền thờ và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là chúng trước đã thấy Trô-phim người Ê-phê-sô ở với Phao-lô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phao-lô đã dẫn người vào đền thờ. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại, đoàn dân bắt Phao-lô kéo ra khỏi đền thờ. Tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng đang tìm phương giết người. Thì tiếng đồn đến cả quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi không đánh Phao-lô nữa. Quản cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy 2 cái xích xích lại. Đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thế này, người la lên thế khác. Nhân sự rối loạn, người không biết được chắc nên giải triệu về đồn. Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi bởi các đoàn dân hung bạo lắm, vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng hãy giết đi. Lúc Phao-lô vào đồn thì nói với quản cơ rằng: Tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng: Ngươi biết tiếng Grec sao? Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Ai Cập kia, ngày trước đã gây loạn kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Phao-lô trả lời: Tôi là người thành Giu-đa, vốn ở thành Tạc-sơ, công dân của một thành trong xứ Si-li-si, tức là thành có danh tiếng. Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. Được phép rồi, Phao-lô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hebrew mà rằng: